Cái quá trình hoạt động thì cơ bản đối với cái team cơ sở thì nói chung thì tất cả mọi người cũng đều khá là nhiệt tình trong cái quá trình làm và xây dựng. Thì về các cái quy trình thì quá trình vừa làm cũng vừa thay đổi. Cơ bản thì đến thời điểm hiện nay thì nếu mà tất cả các thành viên vẫn duy trì được cái ổn định làm thì khả năng thì các cái hoạt động của team cơ sở là sẽ hoạt động tốt, sẽ ổn. Về cái chỗ đối với team phái sinh thì bắt đầu từ khoảng tầm cuối tháng 6 thì bắt đầu hoạt động. Thì hiện nay đối với team phái sinh thì hiện nay đang có 5 thành viên. Có 5 thành viên thì đối với team phái sinh thì sau cái quá trình làm thì thực tế thì hiện nay vẫn đã xuất ra cả cái tín hiệu và cũng có nhiều cái tín hiệu mà chưa thực sự là ổn, nhưng mà cũng có nhiều cái tín hiệu là cũng đã đưa được cái lợi nhuận. Thì tổng thể thì như đợt vừa rồi mà cộng lại thì chắc nó cũng chưa đưa lại, chưa có cái lỗ cho nhà đầu tư mà vẫn đang ổn. Tuy nhiên thì để mà phát triển và để thành một cái kênh room mà khuyến nghị tốt trong cái thời gian sắp tới thì chắc là sẽ còn còn quá trình sẽ vừa xây dựng và vừa thay đổi. Còn đối với cái khối lượng số lượng khách hàng thì đến thời điểm hiện nay thì trong cái room VIP và ITP của cơ sở là cái room mà chỉ mỗi khi mà khách hàng mở được xong tài khoản là sẽ được add vào. Thì hiện nay trong cái room của chúng ta là đang đạt được con số 95 thành viên. Thì cũng mục tiêu của ban đầu là trong cái tháng 7 là đạt được con số 100, tuy nhiên thì cũng vẫn đang chỉ đạt được đến 95, còn thiếu mất 5 người nữa. Thì về cái doanh số thì bắt đầu từ cái tháng 6 thì cơ bản là doanh số thì vẫn là chưa có, bởi vì cái thời điểm này thì vẫn ăn theo cái doanh số vì khách hàng giai đoạn đấy thì bắt đầu cái giai đoạn phát triển. Cũng chỉ cái phí net của cái tháng 6 của chúng ta cũng chỉ đâu được khoảng 4-5 triệu, cũng đáng kể. Thì bắt đầu từ tháng 7 thì như trong các cái room thì em có báo cáo gửi lên cho mọi người đấy là chúng ta đạt được cái phí net lên là 66 triệu. Thì bắt đầu cũng từ cái giai đoạn đấy trở đi thì hầu hết thì cái việc mà em theo dõi hàng ngày về cái doanh số thì nó khá là ổn và đều đặn. Và đỉnh điểm nhất là của ta là cách đây tuần tuần trước là cái đây doanh số thì tới vào tháng 8 thì là trong một ngày mà doanh số của ta đạt được là 17 18 triệu. Thì đó là cũng là những cột mốc cho của team. Thì với cái doanh số mà tầm 66 triệu như của tuần trước thì như em tính ra thì nó sẽ cái thực thu của ta được khoảng tầm 24-25 triệu gì đấy. Còn về cái số lượng cộng tác viên thì hiện nay trong hai cái room cơ sở và phái sinh thì có tổng của chúng ta là có 11 thành viên. Tổng hai room thì là 14 người, tuy nhiên thì có những người trùng nữa nên là có tổng thực tế là 11 người. Thì hiện nay cộng tác viên của chúng ta thì đang có là 3 cộng tác viên chính thức. Thì đây là những cái danh sách cộng tác viên. Như vậy thì cơ bản là chúng ta có hiện nay có 5 đến 11 người là trong cái hoạt động của team tham mưu là bắt đầu làm cộng tác viên. Chắc là về cái báo cáo chung của cái hoạt động của team là như vậy. Còn về cái cách thức làm trong cái thời gian vừa rồi thì đối với team cơ sở thì bên cạnh nhiều cái mà ta cũng đạt được, thực ra là có rất là nhiều cái mã mà cũng đã đưa được cái nhiều nhiều cái tỷ lệ lợi nhuận khá là cao, cũng có cái nhiều cái hiệu ứng tốt là ngay cả việc sau khi sâu ra ở ở các cái room và các cái cộng đồng Facebook mà thì cũng đã thu hút được khách hàng. Một số cái bài share và đăng thì cũng đã trong một ngày có thể kiếm được khoảng tầm 5 đến 7 khách hàng vào có những cái thời điểm. Ngoài ra nữa thì bên cạnh những cái mà những cái mã khuyến nghị thì khi mà bản thân em làm trên
cái bản tin phím hàng thì nó cũng có những cái hiệu ứng khá là tốt, cũng nhiều người biết đến hơn, thì cũng có thể tìm được thêm khách hàng, thì đấy là cái quá trình vừa rồi. Tuy nhiên thì đối với cái room cơ sở thì trong những cái thời gian gần đấy thì bắt đầu cũng có một số cái việc đấy là cái việc test test các cái tín hiệu của ta, thì có một số cái tín hiệu cũng bắt đầu nhiều nhiều bạn chắc là cũng bận rộn nên cũng không test được. Thì như thống kê lại thì cái việc mà test các cái tín hiệu alpha b là nghĩa là chúng ta chia là người khoảng tầm 60 mã để chia ra, thì cái việc duy trì thì có như anh Phúc là khá rất là đều đặn này, hay anh Phúc này, anh Hoa này, đây bạn Đạt này và bạn Tự này, đây là những người mà em thấy cái việc test alpha b là khá là đều đặn, thì cũng thường thường đảm bảo được cái việc là hai ngày, tối đa hai ngày chúng ta cần có cái test. Còn lại thì các bạn khác thì đang cũng gần đây cũng hơi nhiều việc. Còn đối với cái chỗ bên phái sinh thì cái lịch cũng đã gửi hoạt động được khoảng tầm 2-3 tuần vừa rồi, thì sau khi việc phân chia thì cũng đang quá trình cũng đang làm, thì cơ bản này bên phái sinh thì cũng ít người hơn, và cái việc tập trung cũng chủ yếu là mỗi cái mã phái sinh, nên là mọi người vẫn quá trình làm và hoàn thiện. Tuy nhiên thì vẫn chưa đưa ra được những cái chiến lược mà liên tục ở trong trong phiên cho nhà đầu tư. Thì cái này thì em nghĩ so với cái thời đầu thì cũng đã có nhiều cái thay đổi hơn rất là nhiều rồi, nên là cũng là những cái tín hiệu tốt. Thì về các cái nội dung mà của họp team, về cái định hướng công việc của team tham mưu thì chắc em cũng có gửi lên ở trên room cho tất cả mọi người đều đọc được. Thì trước khi đi vào cái công việc định hướng team tham mưu thì chắc về các cái hoạt động của room team tham mưu thì cũng trước khi đi vào đấy thì chắc mọi người cứ đưa ra các cái thảo luận về cái quá trình làm room. Bởi vì em cũng thấy là các cái tín hiệu thời gian vừa rồi cũng rất là được nhiều anh chị cũng đánh giá khá là ổn rồi, thì mọi người cũng thoải mái chia sẻ về cái cảm nhận và cái cách thức làm việc như vừa rồi trước khi mà ta sẽ đi vào cái chỗ mà định hướng công việc của team tham mưu sắp tới sẽ sâu hơn. Thì báo cáo với các anh là thì em báo cáo chung về các cái hoạt động của team tham mưu như vậy, thì tiếp theo mọi người cứ thoải mái đưa ra các cái bình luận và ý kiến. Chứ khoan, trước khi mà đi vào sâu á, không? Anh có nêu một cái lý do tại sao cái team tham mưu hoặc là những cái công việc mình đang làm. Tại sao lý do phải có những cái công việc này? Cái việc đầu tiên thì nếu mình nói về trong nghề nghiệp á, thì công ty chứng khoán là nó đang bao gồm, đây cái này là để mình nói cho anh em để hiểu, thì mình sẽ cố gắng đây là những bước làm đầu tiên để mà chữa lại hết tất cả những thứ mà công ty chứng khoán chưa làm được. Thì chính vì vậy thì cái bước đi đầu tiên này nó rất là khó khăn. Tuy nhiên thì cái việc mà chúng ta đang làm đó ít nhất nó cũng có một cái gì đó nó đang đi đúng hướng. Đó. Thì có phương hướng thì cái này thì anh đã nói với Thái hoặc là nói với Dũng rất là nhiều. Ngay từ ban đầu thì mình cũng đã tới hiện nay là sau 2-3 năm gì đó nó đã hình thành cũng khá là tốt cộng đồng. Biết đâu đó là việc mà lý do. Việc thứ hai là chúng ta tìm kiếm khách hàng ở đâu, cái này rất là khó. Chúng ta sẽ sell khách hàng ở đâu, và hiện nay như các em thấy là chúng ta vẫn có thể sell được nhiều khách hàng. Mặc dù công ty chứng khoán hoặc là những cái thị trường nó đang giao dịch rất là kém, nhưng chúng ta vẫn có thể sell được khách hàng, chúng ta cố gắng để sell được khách hàng, vẫn kiếm khách hàng được, vẫn gia tăng được doanh số, vẫn phát triển đều. Đây là cái mà chúng ta làm được. Và những cái khách hàng này thậm chí mình thấy là không phải những người trong câu lạc bộ mình. Như Thái thấy đâu phải tất cả đều là trong câu lạc bộ mình, đúng không? Đúng rồi, rất là ít, 10% là câu lạc bộ. Thì đó, đó là cái mình cũng không
đó là cái mà mình không có nhờ vả gì trong những người đã từng đi học của mình. Cái đó là cái thành công, mình sẽ sell từ bên ngoài. Về cách làm, về cái thị trường ngư trường để có thể khai thác khách hàng là chúng ta đã có, và đó là mỗi có một mình anh làm về cái vấn đề Facebook, đúng không? Mình chưa quảng cáo, mình chưa đưa cái dịch vụ này ra bên ngoài, chưa có làm YouTube, chưa có làm đủ thứ hết. Chúng ta chỉ mới quảng cáo Facebook với một cái cá nhân anh và Thái, thì sau này Thái thấy tích cực share những cái của mình. Cho nên cái chuyện mà chúng ta đang sell khách hàng, chúng ta chưa có đi vào sâu cái chuyện mà khai thác, mà chúng ta đã được những cái thành quả như vậy là cũng rất là tốt rồi. Có thể đẩy mạnh cái vấn đề khách hàng này ở các mảng khác, chúng ta sẽ thành công hơn. Tuy nhiên, việc đầu tiên là đã xong. Việc thứ hai là chúng ta cách làm, chúng ta đã hoàn thiện chưa. Thì chúng ta chưa áp dụng những cái công nghệ, chúng ta chưa áp dụng hết triệt để những cái lợi thế của chúng ta đang có. Hiện nay thì vấn đề ra tín hiệu rồi, sau một tháng rồi, thì Thái có thể thống kê được cái tháng vừa rồi ai đề xuất được bao nhiêu tín hiệu chưa? Thì chưa, để em sẽ thống kê lại. Cái đó là cái mà hôm trước anh nói em rồi, đúng không? Cái đó là thí dụ như là cái biết đầu tiên là tháng vừa rồi ai đã đưa ra một cái signal nhiều nhất, ai xếp thứ nhất, ai xếp thứ nhì, và những cái signal đó độ tin tưởng nó đến bao nhiêu. Tại vì chúng ta sẽ như thế này các bạn, là cái tham mưu nó chỉ là bước đầu thôi. Bước thứ hai là chúng ta phải vào một cái trader. Khi vào trader đó thì các bạn sẽ được vào cái xoay ở một cái quỹ nhỏ, cái phân nhỏ của anh. Rồi nếu anh em mình cứng thì chúng ta sẽ có một số khách hàng có sẵn, anh sẽ đi sale cho các em là khách hàng tự doanh. Nếu chúng ta lớn mạnh hơn nữa, chúng ta sẽ có một cái vấn đề đó. Hiện nay đang làm một cái mà rất là ít, đó là mình chỉ là phím bằng mồm. Sau đó chúng ta có một cái số điểm nhất định thì chúng ta sẽ được vào chơi một cái phân nhỏ của anh. Và những người đó theo một thời gian chúng ta sẽ đi vào kinh doanh chính từ cái phân đó, và kinh doanh chính của mình là tự doanh. Ủy thác của mình. Mình sẽ nhận khách và làm ủy thác. Thì đó là cái ba bước để mà tiến tới trong cái bộ máy này. Thì việc đầu tiên vẫn là kênh tham mưu chúng ta, cũng như là phím bằng mồm chúng ta làm ăn, đánh chay có nghĩa là không có chơi chứng khoán hoặc là chơi ít hay gì đó. Cái đó thì anh không có biết, không có chơi ít hay chơi nhiều thì anh không biết, nhưng đó là cái việc làm đầu tiên. Thì cố gắng chúng ta phải có một cái sự hiệu quả. Muốn như vậy thì có lẽ Thái phải thoát ra khỏi những công việc mà nó chiếm nhiều thời gian, ví dụ như là phím hàng ra qua bên kênh YouTube hay là làm video. Những cái thứ này thì cần có một hoặc hai người để làm những chuyện đó. Về làm chuyện đó thì anh nghĩ về kỹ năng hay là gì đó nó cũng rất là dễ, nhưng nó lại xây dựng được hình ảnh cho cá nhân. Sau này chúng ta làm được rất là nhiều thứ thì nó, cái video đó nó là cái mà cộng đồng ra bên ngoài. Tại vì cái tín hiệu như các em thấy là nếu như mình cũng không mua, nếu như mình cũng không sử dụng cái tín hiệu đó thì cái mã cổ phiếu nó vẫn cứ tăng thôi, đúng không? Chúng ta đang khó khăn ở chỗ nào, vấn đề mà vận hành những xuất ra những cái tín hiệu đó, chúng ta kẹt ở chỗ nào? Quy trình thì trước giờ mình đã xây dựng rồi. Nếu mà kẹt ở chỗ nào thì chúng ta sẽ bắt đầu gỡ từ chỗ đó ra. Thái có thấy kẹt chỗ nào không? Hay là anh em đang thấy gặp khó khăn chỗ nào, hoặc là mông lung về vấn đề đường hướng phát triển, hoặc là có góp ý gì để làm nhanh hơn hay là làm cái gì đó tốt hơn?
À, cứ nói đi ha. Rồi rồi. À vâng. Thì em sẽ nói trước, tức là về cái chỗ mà cái kẹt về các cái trong cái quá trình làm thì cũng không hẳn là bây giờ nó bị kẹt, mà chủ yếu là cái quá trình mà làm ở các cái room bây giờ thì vẫn là vừa làm mà vừa xây dựng. Thì đơn cử ví dụ đi chi tiết thì ví dụ như room cơ sở thì chúng ta sẽ trong cái quá trình làm cái tín hiệu này thì vẫn đang sẽ vừa làm mà cũng sẽ vừa phải đưa ra các cái việc mà đánh giá ra các cái mức độ tin cậy của tín hiệu. Ví dụ như tín hiệu 1, tín hiệu 2, tín hiệu 3 thì để từ đấy để khuyến nghị nhà đầu tư. Thì cái đấy thì cách đây mấy tuần thì mọi người cũng trong room cũng đã thảo luận thì các cái đấy sẽ là cái mà ở room cơ sở cần thiết để đưa ra cái mức độ cái sự sự hiệu quả của mỗi tín hiệu. Riêng cái cơ sở thì còn có thêm một cái việc nữa, đấy là cái việc đòi hỏi tất cả các thành viên cần phải có cái sự duy trì tích cực về cái việc là test cái tín hiệu ra. Nếu mà mọi người chịu khó test ngay 50 60 mã đây thì cũng sẽ khá là ổn, nhưng mà nhiều đợt vừa rồi khá là nhiều mã ra bị bỏ lỡ thì khá là đáng tiếc, bởi vì thực ra là trong một tuần mỗi người chỉ cần kiểm được 1 đến 2 mã là nó đã quá là ổn rồi, 1 2 mã để đẩy lên rồi. Thì đối với cơ sở là sợ nhất là vẫn là cái việc bị sót mã thôi, sau khi phân cho mọi người. Thì về cá nhân quan điểm của em thì em có những cái ý kiến như vậy, chắc là mọi người cứ đóng góp thêm ý kiến thôi, người ta tổng hợp lại. À, anh có ý kiến như thế này nữa này. Nói chung cái việc livestream hoặc là cái việc làm video nó làm cho chúng ta có một cái áp lực làm việc. Còn nếu như chúng ta không có tạo ra mình một cái áp lực làm việc, xin lỗi là chúng ta còn lâu mới giỏi được. Và mình phải có một cái lòng tự tin, cho dù mình có đánh chay hay đánh thật hay là đánh gì đó, tất cả đều phải có tự tin. Và nếu như có lỗ ngày mai chúng ta có chơi nữa hay không thì đó là công việc của mình. Nếu chúng ta có lỗ ngày mai chúng ta off cái mạng điện thì chúng ta đó không phải là công việc nữa. Công việc của chúng ta là cho dù chúng ta lời hay lỗ thì ngày mai chúng ta cũng phải làm việc, đó là công việc. Nếu như chúng ta xem cái chuyện tương lai chúng ta làm thì chúng ta bị ý thức làm được điều này. Và nếu mà chúng ta muốn phục vụ người khác thì lúc nào chúng ta cũng phải sẵn sàng phục vụ người khác bởi những cái livestream hoặc video hoặc là về thị trường, thì lúc đó chúng ta mới có cái tác phong mà phục vụ người khác. Khi mà chúng ta làm được vụ người khác thì chúng ta mới làm được cái môi giới này. Lợi nhuận của người khác là lợi nhuận của mình. Còn nếu không thì xin lỗi là khó có thể mà chúng ta có thể phát triển được khách hàng, khó có thể chúng ta trở thành một nhà đầu tư hoặc là tư vấn hoặc là mọi thứ. Sự độ tự tin nó không đến ngay từ đầu đâu. Độ lạnh lùng nó không thể nào đến với các bạn, với mình sau khi những cái khóa học ngắn hạn 1 2 tiếng, 1 2 ngày, mà nó sẽ đến từ rất lâu. Nếu mà nhìn thấy Thái vài tháng trước hay là năm năm ngoái và Thái năm nay vào đây thì nó đã rất khác rồi. Và đó là những người như Trinh Lâm cũng vậy. Bây giờ nếu mà em nhìn lại cái ngày mà chúng ta mới bắt đầu, mà chúng ta bây giờ chúng ta nhìn lại những cái cơ sở mà khách hàng chúng ta hỏi thì độ tự tin nó khá là cao. Đó là điều chắc chắn với em luôn. Những người livestream, những người làm video thì có một độ tự tin rất lớn. Ngay cả việc học hay là việc nhận định hay là việc gì đó nó đều xảy ra như vậy. Tất cả những gì anh đang làm trên YouTube là anh phải trải nghiệm để anh biết cái nào là hiệu quả nhất, thực hiện như thế nào và tác dụng những công việc đó là gì. Chứ không phải là anh lấy số hay là anh lấy sự nổi tiếng hay là lấy cái gì, cái đó nó không quan trọng đối với anh nữa. Ngày xưa nếu mà không cần, nhưng anh phải làm như vậy để anh biết là khi mà livestream thì tại sao người ta phải livestream. Em muốn chơi game hay em phải livestream, còn chơi game hay là không phải do mình công nhận mà là người khác công nhận mình chơi game hay, chứ không phải mình ảo tưởng.
mình hay, giống như là mình giỏi, không phải là mình xác định là mình giỏi, mà là người khác công nhận mình giỏi. Muốn người khác công nhận mình giỏi thì mình phải làm cho người khác thấy. Đó là các em chưa có xác định được công việc. Những người chưa xác định được công việc thì có lẽ chúng ta còn lâu mới làm được cái nghề này. Thì để làm cái nghề này nó không phải là ngày 1, ngày 2, nó tính bằng năm. Như em thấy Trinh Lâm rồi nọ, cái sự nổi, ngay cả Warren Buffet cũng phải làm sao cho mình nổi tiếng hơn. George Soros cũng vậy, ca sĩ cũng vậy. Nếu mà em có nổi tiếng thì em mới có tiền được, còn nếu em không nổi tiếng thì xin lỗi, em có giỏi cách mấy cũng không thể nào không có tiền được. Ở cái này người ta còn đã tạo ra trend, tạo ra câu like, câu view. Thì sắp tới nếu mình không làm được vấn đề đó thì nếu mình làm xác định cái nghề này mình phải xác định. Còn nếu không xác định thì thời gian nó sẽ trôi qua rất là vô ích. Hiện nay mình đang có rất là nhiều thứ thuận lợi cho mọi người đều cùng phải làm việc chung với nhau, mà mình không làm. Đó là kênh YouTube, đó là mọi thứ hỗ trợ công cụ Ichimoku, một câu bộ rất là tốt, một cái chỗ mà đề xuất ra phím hàng. Mọi người chỉ cần bỏ ra vài tiếng, chúng ta có một cái danh sách và khai thác cái danh sách công việc bây giờ của chúng ta, chỉ cần khai thác cái danh sách đó hiệu quả nhất mà thôi. Nếu chúng ta không làm được gì đó nữa thì có lẽ thì nên bỏ luôn chứng khoán. Anh nói thì nếu mà chúng ta đang làm ở tham mưu này, chúng ta không khai thác được cái hiệu quả về những cái tín hiệu đó thì có lẽ mình nên đừng bao giờ chơi chứng khoán nữa. Thì bây giờ có cái list mua bán giá bao nhiêu rồi, mà bây giờ mình chỉ cần làm cho nó tốt lên thôi. Mọi người làm cho nó tốt lên thôi là được. Ngày xưa học công cụ ra được mã, mà giờ chúng ta không làm gì được hết thì đúng rồi, chúng ta còn gì nữa đâu. Bùi Dũng cũng vậy, đâu có ai sinh ra là nói hay đâu. Còn nếu nói hay rồi thì chắc có lẽ không vô câu lạc bộ mình đâu, đúng không? Thì phải tập hết, tất cả đều phải tập. Mà bây giờ mình có cái gì rồi, mình có một cái đội làm chung với nhau, ra hàng ngày, ra lâu lâu ra một vài mã, hoặc là hàng ngày ra một vài mã, người khác làm mình cũng làm, và mọi người cùng khai thác cái vấn đề đó. Nếu mình không làm được thì mình bắn lên trên kênh Facebook cũng được, rồi một ngày nào đó thì cũng có người liên hệ với mình thôi, đúng không? Bây giờ anh chỉ cần copy cái dòng đó anh quăng lên Facebook thì một ngày nào đó anh cũng có khách hàng thôi. Hoặc anh đi vô trong mấy cái F319 hay là mấy cái kênh chỗ khác, anh đưa cái dòng đó, có gì đâu, người ta thấy đúng rồi. Ồ, xong người ta comment hay là người ta làm gì đó, ít nhất là cái name của mình nó là tốt hơn. Chứ em bây giờ em không phím thì em chỉ cần truyền tin đi thôi mà. Chúng ta chỉ cần bây giờ 10 người, chúng ta là 10 cái kênh truyền tin đi, em SMS cũng tốt, mua hay không mua kệ người ta, nhưng một ngày người ta sẽ mua, và một ngày nào đó người ta sẽ liên hệ với mình. Cả giật thôi cũng được, ví dụ như hôm đưa tin hôm không, hôm đưa tin hôm không, anh cũng làm mà, anh cũng đang phải làm mà. Với cái tư thế của anh không có làm mấy chuyện đó nha, kiểu mười mấy năm trước nó khác lắm. Nhưng mà bây giờ phải làm Facebook, anh phải chịu nhục rồi anh đi làm Facebook rồi, em hiểu rồi. Mình làm cái gì đó nó lớn hơn nhiều, chứ không phải là ngồi đây làm cái kênh YouTube rồi làm cái Facebook rồi vớ vẩn rồi làm. Nhưng mình phải làm cái gì đó. Mình quay trở lại vấn đề là tại sao mình phải làm cái kênh Facebook rồi cái kênh YouTube, tại sao vậy? Cái công việc này, cái câu chuyện này anh nói với Thái nhiều lần, mà Dũng cũng từ lâu rồi, còn mấy em kia thì anh chưa nói, nhưng hôm nay anh nói cho mấy em nghe tại sao nó có câu lạc bộ này, tại sao anh đang phải làm công việc này. Tại vì một cái công việc nó lớn hơn nhiều, chứ không phải là ngồi đây mình ngồi nói chuyện với nhau, em làm đi hay là Ichimoku đi. Anh nói thiệt cho em là không phải, không cần Ichimoku. Tại sao vậy? Tại vì anh có công cụ phân tích kỹ thuật phương Tây còn hay hơn
nhưng nó không đơn giản, không truyền đóng gói mà nhanh hơn đưa cho em, nó cần phải 6-7 cái template. Nhưng Ichimoku nó chỉ cần có một cái template thôi, 4 cái khung thời gian thì nó nhanh hơn, nhanh hơn nhiều. Đây là cái công cụ thôi để chúng ta tiến tới một cái đích lớn hơn, lao hơn rất nhiều luôn, chứ không phải là ngồi đây chúng ta ngồi ở livestream YouTube. Cái YouTube đó đâu phải là cái đích của anh đâu. Phải nói để cho em, mấy em hiểu, chứ không phải là mình làm đây ở anh làm cho ông phát rồi lấy tiền YouTube. Mình phải xác định bây giờ có phải làm trong nghề này không. Nếu mình làm trong nghề, mình phải cố gắng làm sao để mà có tiếng tăm thì sau này chúng ta mới làm. Còn chúng ta cứ làm xong, đâu có cần thiết chúng ta làm một cái video nhỏ, chúng ta live stream, chúng ta làm video. Giờ đừng hỏi anh là bây giờ có đi theo cái ngành này không, không có nghề này không. Anh đã bỏ hết, anh đi theo cái nghề này rồi. Thì còn em thì em không, anh đâu có biết, đúng không? Còn sau này nó lớn hơn một chút xíu thì sẽ biết anh ở cái vị thế nào. Còn bây giờ anh em mình đang làm để đang xây dựng lực lượng, đang xây dựng. Còn bây giờ anh mà có 3-4 người giỏi rồi, để coi, anh không có cần nữa. Giống như là năm ngoái anh còn đi dụ hết người này người kia để live stream. Anh xin lỗi là anh đi dụ người khác live stream. Còn bây giờ anh có đi dụ ai live stream không? Chả cần. Em có live stream nữa không? Không cần nữa. Em có live stream hay không live stream? Không cần. Hết rồi. Và sắp tới cũng vậy. Ai muốn vô tham mưu không cần nữa. Chỉ có đi ra thôi. Và chỉ cần 10 người đó, chỉ còn gọi là 3 hoặc 4 người là đủ. 3-4 người đó là 3-4 người giỏi. Còn tồn tại là xác định nghề nghiệp.